Xin chào tất cả các bạn, Linh Nguyễn rất vui mừng được gặp các bạn trong vào trưa thứ 6 hàng tuần trong buổi livestream đấu giá các sản phẩm gây quỹ Mutanai của báo Phụ nữ Việt Nam. Các bạn thân mến, được sự bảo trợ của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, từ ngày 10 tháng 5 năm 2019 thì báo Phụ nữ Việt Nam đã chính thức khởi động chương trình Mutanai trao yêu thương nhận hạnh phúc mùa thứ 7 năm 2019 của báo Phụ nữ Việt Nam, nhằm thu nhận những đồ ủng hộ, đồ đã qua sử dụng để gây quỹ hỗ trợ và trao học bổng cho trẻ em thiệt thòi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông trong cả nước. Các bạn thân mến, chương trình Mutanai trao yêu thương nhận hạnh phúc thì đã là chương trình thiện nguyện của báo Phụ nữ Việt Nam bền bỉ suốt 7 năm qua, và giá trị của mỗi món đồ các bạn ủng hộ thì đều được nhân lên bởi tình yêu thương, sự sẻ chia từ mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng. Vâng, trước khi đến với những sản phẩm livestream của buổi ngày hôm nay thì Linh Nguyễn sẽ thông báo về các độc giả đấu giá thành công những sản phẩm livestream ngày 1 tháng 11 ạ. Vâng, xin chúc mừng độc giả Kim Phượng đã đấu giá thành công sản phẩm SB48 là ba voucher chè của cô Bảy Cần Thơ, tổng trị giá là 300.000 đồng, nhưng mà bạn đấu giá với giá là 150.000 đồng ạ. Vâng, và xin chúc mừng bạn Lê Nguyễn đã đấu giá thành công sản phẩm SB49 là combo 6 túi mì AC Cook với giá khởi điểm là 30.000, và bạn đã đấu giá thành công với giá là 100.000 đồng ạ. Vâng, xin chúc mừng hai độc giả đã đấu giá thành công những sản phẩm ở buổi livestream ngày 1 tháng 11, và mời các bạn đến tòa soạn báo Phụ nữ Việt Nam 47 Hàng Chuối, Hà Nội để nhận những sản phẩm đấu giá. Vâng, và ngay sau đây thì Linh Nguyễn xin giới thiệu với các bạn 5 sản phẩm sẽ đấu giá trong buổi livestream ngày hôm nay. 5 sản phẩm của ngày hôm nay thì đều là những sản phẩm mới 100% được các cá nhân đơn vị ủng hộ chương trình Mutanai mùa thứ 7 để bán đấu giá, gây quỹ hỗ trợ trẻ em thiệt thòi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông. 5 sản phẩm của ngày hôm nay thì sẽ gồm có sản phẩm SB53 là combo 4 sản phẩm của JoyVN ạ. Sản phẩm SB54 là hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Senta. Sản phẩm SB56 là ví thời trang Saplanka màu da bò. Và sản phẩm thứ 5 cũng là sản phẩm cuối cùng, chính là combo thời trang công nghệ chống nắng bảo vệ da của Sunop ạ. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, chính là sản phẩm SB53 là combo 4 sản phẩm của JoyVN ạ. 4 sản phẩm của JoyVN thì gồm có những sản phẩm này thì như các bạn biết, đây chính là 4 trong 20 sản phẩm mà CEO của công ty trách nhiệm hữu hạn JoyVN Lê Hồng Vân, chính là bà chủ của món bánh đa gạo lứt, nhân vật của livestream mua tận gốc số 3 gửi tặng chương trình Mutanai để bán đấu giá gây quỹ hỗ trợ trẻ em thiệt thòi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông. Và những sản phẩm này thì combo này thì sẽ gồm có một hộp bánh đa quê vị truyền thống như trên tay Linh Nguyễn cầm đây ạ, và một sản phẩm tiếp là một túi bánh phồng gạo vị truyền thống như các bạn nhìn thấy trên màn hình ạ, và gồm có một lọ bơ đậu phộng Lacta và thêm một lọ mạch nha nếp ạ. Vâng, tất cả những sản phẩm này thì hoàn toàn không sử dụng bất kỳ chất phụ gia công nghiệp nào, và chất bảo và tất cả các nguyên liệu thì đều mang lại những cái nguồn dinh dưỡng cân bằng lành mạnh từ thực phẩm nguyên cám, và là những nguyên liệu tự nhiên rất tốt cho sức khỏe ạ. Đặc biệt trong 4 sản phẩm ở trong combo này thì có một sản phẩm, đó là chính là sản phẩm bánh đa gạo lứt như các bạn nhìn thấy trên tay Linh Nguyễn đây, thì sản phẩm này được hoàn toàn làm từ gạo lứt ạ, và giàu dinh dưỡng hỗ trợ giảm các chất có hại trong cơ thể, và sản phẩm thì được chế biến kết hợp với những phương thức những phương thức cổ truyền cộng với cách làm hiện đại thì luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, với quy trình sản xuất thì minh bạch và có truy xuất nguồn gốc ạ. Combo này thì có trị giá là 205.000 đồng, nhưng sẽ được bán với giá khởi điểm ở livestream này chỉ 125.000 đồng thôi ạ. Vâng, để đấu giá sản phẩm này thì mời các bạn hãy comment SB53 cộng với số tiền bạn đấu giá ạ. Một combo 4 sản phẩm gồm những sản phẩm rất là
tốt cho sức khỏe của Joy VN ạ. Linh Nguyên xin nhắc lại là sản phẩm có giá là 205.000 đồng nhưng mà sẽ được bán với giá khởi điểm chỉ 125.000 đồng thôi ạ. Vâng, để đấu giá sản phẩm này thì mời các bạn hãy comment SB53 cộng với số tiền bạn đấu giá. Vâng, sản phẩm đầu tiên của chương trình chính là combo 4 sản phẩm của Joy VN ạ. Để đấu giá sản phẩm đầu tiên của chương trình thì mời các bạn hãy comment SB53 cộng với số tiền bạn đấu giá. Sản phẩm có giá là 205.000 đồng nhưng sẽ được bán với giá khởi điểm chỉ 125.000 đồng thôi ạ. Vâng, mời các bạn hãy comment cho sản phẩm đầu tiên của chương trình ạ. Tiếp theo đây thì chúng ta sẽ đến với sản phẩm thứ hai của chương trình đấu giá ngày hôm nay, chính là sản phẩm SB54 ạ. Sản phẩm SB54 chính là hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Senta ạ. Như các bạn nhìn thấy trên màn hình đây ạ. Sản phẩm này thì của công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Kim Hoàng Ân ạ. Và sản phẩm này thì là một hộp gồm 30 gói ạ. Sản phẩm này thì giúp hỗ trợ giảm mỡ máu và hỗ trợ giúp giảm tích lũy mỡ thừa và hỗ trợ giảm béo ạ. Vâng, sản phẩm có thể sử dụng cho những người mỡ máu cao, thừa cân, béo phì và muốn giảm béo ạ. Cách dùng thì rất là đơn giản thôi ạ. Bạn có thể dùng 2 đến 3 lần mỗi ngày và mỗi lần thì gồm có một cái túi nhỏ ở trong cái hộp này ạ. Và khi dùng thì tất nhiên là các bạn phải kết hợp với cái chế độ tập luyện và ăn uống lành mạnh để có hiệu quả như mong muốn ạ. Vâng, sản phẩm này thì có giá bán trên thị trường là 350.000 đồng nhưng sẽ được bán với giá khởi điểm ở livestream này chỉ 190.000 đồng thôi ạ. Vâng, để đấu giá sản phẩm thứ hai của chương trình thì mời các bạn hãy comment SB54 cộng với số tiền bạn đấu giá. Một sản phẩm bảo vệ sức khỏe Senta của công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Kim Hoàng Ân ạ. Giá bán trên thị trường là 350.000 đồng nhưng sẽ được bán ở livestream này với giá khởi điểm chỉ 190.000 đồng thôi ạ. Để đấu giá sản phẩm thứ hai của chương trình, mời các bạn hãy comment SB54 cộng với số tiền bạn đấu giá. Vâng, vừa rồi là hai sản phẩm đầu tiên của chương trình livestream ngày hôm nay ạ. Mời các bạn hãy comment cho sản phẩm đầu tiên chính là combo 4 sản phẩm của Joy VN và sản phẩm thứ hai đó là hộp bảo vệ thực phẩm sức khỏe của Senta ạ. Tiếp theo đây thì mời các bạn đến với sản phẩm thứ 3 của buổi livestream ngày hôm nay, đó chính là sản phẩm máy sấy tóc. Xin lỗi các bạn. Sản phẩm máy sấy tóc Yakio TB288 ạ, 2888 ạ. Đây là sản phẩm máy sấy tóc được thiết kế rất là nhỏ gọn. Tôi có thể mở ra để các bạn có thể nhìn rõ hơn ạ. Đây là sản phẩm máy sấy tóc Yako TB2888 ạ. Sản phẩm này thì được thiết kế nhỏ gọn, có thể sử dụng để đi du lịch, mang theo khi đi du lịch hay là đi chơi thì rất là thuận tiện ạ. Hoạt động với công suất là 1.000W thì máy sấy tóc có hai chế độ là sấy nhanh và sấy tiết kiệm. Và với hai chế độ này thì rất là phù hợp với những nhu cầu của người sử dụng. Và sản phẩm thì có khả năng là giúp sấy khô nhanh và tạo kiểu tóc rất là đẹp ạ. Máy thì còn có thêm chế độ là bảo vệ tự ngắt khi vượt quá cái nhiệt độ tối đa. Và như thế thì có thể vừa bảo vệ tóc và vừa có thể tránh cái tình trạng là nhiệt độ cao thì có thể là gây hỏng máy ạ. Vâng, và sản phẩm này thì có giá bán trên thị trường là 190.000 đồng nhưng sẽ được bán ở livestream này với giá khởi điểm chỉ 95.000 đồng thôi ạ. Vâng, để đấu giá sản phẩm thứ 3 của chương trình ngày hôm nay thì mời các bạn hãy comment SB55 cộng với số tiền bạn đấu giá. Sản phẩm có giá bán trên thị trường là 190.000 đồng nhưng mà sẽ được bán với giá khởi điểm ở livestream này chỉ 95.000 đồng thôi ạ. Vâng, sản phẩm máy sấy tóc. Sản phẩm này thì có thiết kế vỏ rất là nhẹ và tay cầm thì có thể gấp gọn như thế này ạ. Rất dễ để các bạn mang theo khi đi chơi hay là đi du lịch ạ.
Sản phẩm có giá bán trên thị trường là 190.000 đồng nhưng sẽ được bán với giá khởi điểm chỉ 95.000 đồng thôi ạ. Để comment đấu giá cho sản phẩm thứ 3, mời các bạn hãy comment cú pháp SB55 cộng với số tiền bạn đấu giá. Vâng, mời các bạn hãy đấu giá những sản phẩm của Motanai trong chương trình livestream ngày hôm nay ạ. Vâng, cảm ơn bạn Tô Minh Nguyễn đã trả giá cho sản phẩm SB55 của chúng tôi là 115.000 đồng. Xin cảm ơn bạn ạ. Và mời các bạn hãy tiếp tục comment đấu giá cho những sản phẩm tiếp theo của chúng tôi ạ. Các bạn thân mến, vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream của chúng tôi, livestream đấu giá các sản phẩm gây quỹ Motanai của Báo Phụ Nữ Việt Nam. Cảm ơn độc giả Kim Văn đã đấu giá cho sản phẩm SB53 của chúng tôi là 150.000 đồng. Xin cảm ơn bạn ạ. Độc giả Kim Văn là một độc giả rất là quen thuộc của những buổi livestream của Motanai ạ. Xin cảm ơn bạn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với sản phẩm thứ tư của buổi livestream ngày hôm nay. Một sản phẩm mà chắc chắn là rất là nhiều chị em sẽ thích đấy ạ. Đó chính là ví thời trang Sáp Lanka màu da bò ạ. Vâng, sản phẩm này thì của công ty Sáp Lanka Fashion Group của thành phố Hồ Chí Minh gửi tới chương trình Motanai trao yêu thương nhận hạnh phúc mùa thứ 7 của Báo Phụ Nữ Việt Nam để đấu giá gây quỹ hỗ trợ trẻ em thiệt thòi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông. Ngay sau đây thì Linh Nguyễn sẽ mở sản phẩm để các bạn có thể chiêm ngưỡng kỹ hơn ạ. Đây chính là sản phẩm ví thời trang Sáp Lanka. Vâng, sản phẩm ví cầm tay Sáp Lanka thì có kiểu dáng cổ điển, vâng, màu da bò như các bạn nhìn thấy đây ạ. Và ví sử dụng chất liệu da tổng hợp vân mờ và với kích thước là 19 x 3 x 9 cm. Ví màu da bò này thì có thể dễ kết hợp với nhiều trang phục và thích hợp đi chơi đi làm ạ. Vâng, và khi mà nhìn cái ví này thì Linh Nguyễn cũng thấy là nó cũng khá là hợp với tông màu của cái áo mà Linh đang mặc ạ. Vâng, sản phẩm này thì có giá bán trên thị trường là 425.000 đồng nhưng mà sẽ được bán với giá khởi điểm chỉ 150.000 đồng thôi ạ. Sản phẩm mới 100% được công ty Sáp Lanka Fashion Group của thành phố Hồ Chí Minh gửi tặng chương trình Motanai trao yêu thương nhận hạnh phúc mùa thứ 7 ạ. Xin nhắc lại là giá bán trên thị trường là 425.000 đồng nhưng mà sẽ được bán với giá khởi điểm ở livestream này chỉ 150.000 đồng thôi ạ. Để đấu giá sản phẩm này thì mời các bạn hãy comment SB56 cộng với số tiền bạn đấu giá. Vâng, một sản phẩm rất là phù hợp với các chị em có thể mang đi làm, đi chơi rất là thuận tiện. Ở trong chiếc ví này thì còn rất là nhiều ngăn có thể đựng các visit và giấy tờ và tất nhiên rồi ạ là tiền nữa ạ. Vâng, sản phẩm có giá bán trên thị trường là 425.000 đồng nhưng sẽ được bán với giá khởi điểm ở livestream này là chỉ 150.000 đồng thôi ạ. Để đấu giá sản phẩm này thì mời các bạn hãy comment SB56 cộng với số tiền bạn đấu giá. Một chiếc ví thời trang xinh xắn của Sáp Lanka. Vâng, mời các bạn hãy đấu giá cho sản phẩm. Mời các bạn hãy đấu giá cho sản phẩm SB56 này ạ. Để đấu giá sản phẩm, mời các bạn hãy comment SB56 cộng với số tiền bạn đấu giá. Một sản phẩm thời trang của Sáp Lanka. Vâng, mời các bạn hãy đấu giá cho các sản phẩm của livestream ngày hôm nay ạ. Vâng, các bạn hãy đấu giá cho các sản phẩm của Motanai ạ. Vâng, rất là nhanh chóng thì chúng ta đã đến với sản phẩm thứ 5 rồi ạ, cũng là sản phẩm cuối cùng của buổi livestream ngày hôm nay. Đó chính là combo thời trang công nghệ chống nắng bảo vệ da của Sun Off ạ. Các bạn thân mến, sản phẩm này thì của công ty Yoko Việt Nam ạ. Combo thì sẽ gồm có một áo chống nắng, như các bạn thấy trên tay Linh Nguyễn đây ạ. Gồm một áo chống nắng và một chân váy cộng với cả một khẩu trang. Đây,
Những sản phẩm này thì với mong muốn bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng thì thương hiệu thời trang công nghệ Sunop đã áp dụng những công nghệ chống tia cực tím đột phá của Nhật ạ. Và với tính năng vượt trội của sản phẩm thì sẽ giúp bảo vệ da và tạo nên xu hướng thời trang trẻ đẹp, năng động và an toàn cho chị em phụ nữ khi di chuyển ở trên đường ạ, bằng xe máy. Vâng, combo thì gồm có một áo chống nắng, một chân váy chống nắng và một khẩu trang ạ. Sản phẩm này thì có giá bán trên thị trường là 808.000 đồng, nhưng sẽ được bán với giá khởi điểm ở live stream này chỉ 410.000 đồng thôi ạ. Để đấu giá cho sản phẩm cuối cùng, của chương trình thì mời các bạn hãy comment SB57 cộng với số tiền bạn đấu giá. Vâng, ở phía trong của áo thì còn có một chiếc túi để bạn có thể đựng điện thoại khi mà di chuyển trên đường rất là thuận tiện ạ. Như các bạn thấy đây ạ. Vâng, xin nhắc lại là combo này có giá bán trên thị trường là 808.000 đồng, nhưng mà sẽ được bán với giá khởi điểm ở live stream này chỉ 410.000 đồng thôi ạ. Để đấu giá cho sản phẩm cuối cùng của buổi live stream ngày hôm nay thì mời các bạn hãy comment SB57 cộng với số tiền bạn đấu giá. Vâng, để đấu giá cho sản phẩm combo thời trang công nghệ chống nắng và bảo vệ của Sunop thì mời các bạn hãy comment SB57 cộng với số tiền bạn đấu giá. Vâng, combo thì gồm có xin nhắc lại các bạn là combo thì gồm có một áo chống nắng, một chân váy và một khẩu trang ạ. Và size của áo chống nắng này thì là size M ạ. Phù hợp cho các chị em từ khoảng 52 cân đổ xuống ạ. Vâng, mời các bạn hãy comment cho sản phẩm cuối cùng của buổi livestream ngày hôm nay SB57 ạ. Để đấu giá sản phẩm này, mời các bạn hãy comment SB57 cộng với số tiền bạn đấu giá. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã đến với 5 sản phẩm của buổi livestream ngày hôm nay rồi ạ. Và mời các bạn hãy comment cho những sản phẩm của buổi livestream ngày hôm nay gồm có sản phẩm đầu tiên là combo 4 sản phẩm của JoyVN ạ. Đó chính là SB53, sản phẩm thứ hai là SB54 là hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe của công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Kim Hoàng Ân ạ. Và sản phẩm thứ ba là SB55 là máy sấy tóc Yako của và sản phẩm thứ tư là gồm có ví thời trang Saplanka và sản phẩm cuối cùng là combo áo thời trang chống nắng gồm có một áo thời trang, một váy chống nắng và một khẩu trang ạ. Vâng, các bạn thân mến, đấu giá thành công bất kỳ sản phẩm nào trong buổi live stream ngày hôm nay là các bạn đã chung tay gây dựng quỹ Motanai trao yêu thương nhận hạnh phúc mùa thứ 7 của Báo Phụ Nữ Việt Nam để hỗ trợ trẻ em thiệt thòi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông. Toàn bộ số tiền bán các sản phẩm ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ bổ sung vào quỹ Motanai mùa thứ 7 của Báo Phụ Nữ Việt Nam ạ. Các bạn thân mến, với những sản phẩm chưa được đấu giá trong buổi live stream ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tiếp tục đấu giá trên fanpage của Phụ Nữ Việt Nam và fanpage của Motanai ạ. Và hoặc là các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại 024-3971-3500 hoặc là 024-3971-9519 trong giờ hành chính ạ. Vâng, các bạn thân mến, vậy là các bạn đã vừa xem và đấu giá 5 sản phẩm của buổi live stream đấu giá các sản phẩm gây quỹ Motanai của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi live stream và hẹn gặp lại các bạn ở live stream tiếp theo vào thứ 6 hàng tuần ạ. Vào trưa thứ 6, 11 giờ thứ 6 hàng tuần. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong buổi live stream ngày hôm sau. Và đừng quên đồng hành cùng Motanai, trao yêu thương nhận hạnh phúc để nhân lên những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.